Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát này thường nên tu hành bố thí ba la mật đa như vậy. Do bố thí ba la mật đa này nên từ lúc mới phát tâm cho đến được rốt ráo, không bị đọa vào ác thú, nghèo hèn, biên địa. Vì muốn lợi ích an vui cho các hữu tình, nên phần nhiều được sanh làm người, làm chuyển luân vương giàu sang tự tại, được nhiều điều lợi ích. Vì sao? Vì nhờ sức lực của hạt giống nên mới cảm quả như vậy.